Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Trong clip này mình sẽ cập nhật giá xe ở đầu tháng 9 nha. Thì có nhiều dòng nó thay đổi giá, ví dụ của SH này, Vao này, Vision AB, những cái mẫu mới nhất hiện tại có future nữa. Thì đồng hành giới thiệu mà hôm nay con Thảo. Hello, chào mọi người nha. Tiếp tục em xả một vô được này, SH Mo rẻ mọi người nha. Cực kỳ rẻ luôn. Với lại SH 125, SH lớn á, thì rất là rẻ mọi người. Giá nó mềm lắm. Anh em mua vào thời điểm này thì cực kỳ rẻ luôn nha. Hiện tại giá xe BS nó chỉ còn có 57 triệu thôi mọi người. 57 CBS là đối với màu màu trắng này, nè, màu xanh nè, rồi màu đỏ, đỏ nha mọi người. Đó. Có đủ màu luôn còn luôn. Những cái màu ABS như màu đen nè, rồi màu đỏ nè, màu xám xi măng và màu bạc mọi người nha. Em sẽ đồng giá cho mọi người luôn 63 triệu mọi người nha. Bao VAT cho mọi người luôn. Đó, mua góp dòng SH Mo này anh em chỉ cần trả trước cho em tầm khoảng 10 đến 12 triệu thôi là anh em có thể nhận xe về mọi người nha. Rồi, ở đây có SH 5160 ABS mọi người nha. Con này là 101 cũ mọi người nha. ABS một xám xi măng. Rồi 125 mọi người thì hiện tại giá chỉ còn 73 cũ thôi. Đối với 125 thì mua góp đi trước cỡ 15 cũ trở lên là anh em nhận xe rồi nha. Rồi, hai con SH 150 ABS nè mọi người. Hiện tại em xả cho anh em luôn là còn có 97 cũ rồi nha. Đó, mua góp thì đưa trước 30 cũ là nhận xe. Còn anh em mua SH 60 CBS thì hiện tại giá chỉ còn 90 cũ thôi mọi người. Đó, mua góp dòng này thì trả góp đưa trước cho em 30 cũ thôi là nhận xe nha. Xe 50 đi em. Ở đây có 50. Xe 50 Sirius với lại Vera mọi người. Hiện tại giá mềm mọi người. Sirius với hai dòng này thì có quay alpha Sirius này hiện tại giá có 12 cũ thôi. Còn đối với Vera thì hiện tại nó có rất là nhiều màu nha. Con này là tay ga thì 18 cũ thôi, mua góp thì đưa trước cỡ khoảng 1 đến 2 cũ thôi là anh em nhận xe rồi nha. Ở đây thì có Winner có hai con mọi người. Winner ABS thì 37 nha, còn CBS thì 34 nha. Mua góp thì đưa trước cỡ 3 cũ là anh em nhận xe nha. Rồi, rồi copy. Tiếp theo copy mọi người. Copy thì hiện tại giá nó còn 35 cũ thôi mọi người nha. Giá bao VAT cho mọi người luôn nha. Vario 125. Đây, mấy cái màu là sơn 3D mọi người nha. Khóa thường thì anh em chỉ còn 36 thôi. Đó, còn sơn lên thì 37 cũ mọi người nha. Ở trong kho thì thường thì mình sẽ quay kho số lượng nó nhiều hơn. Mua góp thì quay... trước dòng này thì cũng có 3 cũ thôi nhận xe nè. Đó. Vario 160 nè mọi người. CBS thì hiện tại 42 thôi, còn ABS như màu xám xi măng, màu trắng á mọi người. Hiện tại giá 48 cũ mọi người nha. Mua góp thì đưa trước cho em 5 cũ trở lên là anh em nhận xe rồi nha. Dạo này thôi mấy chú em hỏi cái dòng này có hot lắm. Mấy cái dòng này hiện tại thì bản Việt Nam thì với lại bản nhập khẩu là bằng giá luôn à. Bằng giá cho mọi người luôn. Đó. Thì con xám xi măng này bữa giờ anh em hỏi khá là nhiều nè, không có hàng mọi người. Thì em về được 2-3 xe á mọi người. Nên là hôm nay em mới về mới quay lên cho mọi người nha. Future đi. Nay có future thì bánh mâm á thì hiện tại bánh căm hiện tại giá có 33 cũ rồi mọi người. Còn bánh mâm á thì hiện tại giá 35 cũ rồi nha. Đó. Ok. Nên future thì anh em mua góp thì đưa trước cho em tầm khoảng 2 đến 3 cũ thôi. 2 cũ trở lên là anh em có thể nhận xe nha. Còn Vision là nói chung là một thiên đường đó mọi người. Đó. Màu rất là nhiều nha mọi người. Đối với màu thường sơn 3D lên thì chỉ còn có 31 cũ thôi nha. Còn anh em mua những cái phiên bản như cao cấp á là 32 cũ như màu trắng á mọi người. Còn bản thể thao đắt nhất mọi người, mình sẽ báo chung quy nha. Bản thể thao này là 36 cũ nè mọi người. Con này thì lên được bi cầu này, ví dụ như con cầu này. Con cao cấp này thì lên cho mọi người coi luôn nha. Sẵn tiện coi mọi người coi đây. Bên em có thể có nhận cho anh em là lên đèn LED nè mọi người. Sương mù rồi, giải có phân. Thể lên cả đèn bi cầu này mọi người nha. Với lại con này đó. Thì lên LED 2 tầng này. Lên LED 2 tầng luôn nè. Đó. Ví dụ như mà lên như này thì trồng cho em tầm khoảng 1 triệu 9 thôi mọi người nha. Đó là lên đèn nha. Đó. Thì mua góp dòng Vision này anh em chỉ cần trả trước cho em 2 củ thôi là anh em có thể nhận xe rồi nha. Ở đây có AB nè. AB 125 2024 25 mọi người nha. Đó. Con này thì là 42 cũ nha. Những dòng này thì là 41 cũ nè mọi người. Sơn 3D nè, màu đỏ là 40 nha. Đó. Cái sơn lên, nếu mà dòng cũ sơn lên thì 41, còn nếu anh em lấy là 2025 mà đây, màu rin thì là 42 rồi nha. Có con xám xi măng nè. Này con này thì đắt hơn nha. Con này thì nó đến 44 cũ nha. Mua góp dòng AB 125 thì đưa trước cỡ khoảng 5 cũ thôi là nhận xe mọi người nha. Thủ tục trả góp thì chỉ cần căn cước công dân thôi. Anh em mua xe thì nhớ liên hệ trước với em đi, em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe nữa và có thu xe cũ lưỡi xe mới luôn. Anh em nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha. Cảm ơn mọi người nha.